Sự thật vụ chế Linh bị chồng Thanh Tuyền vác súng đòi gặp, nữ sinh đánh bằng guốc. Mới đây danh ca chế Linh đã tâm sự về những vụ việc từng được đăng tải trên báo chí. Là một trong những giọng ca nhạc vàng đình đám nhất Việt Nam, danh ca chế Linh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ và giới truyền thông. Mới đây, trong series Chế Linh với dòng hồi ức của mình, ông đã có những tâm sự về các vụ việc từng được đăng tải trên báo chí. Danh ca Chế Linh trong buổi trò chuyện mới đây. Nói về tên đồn có rất nhiều đào bị nữ sinh đánh nhập viện vì trêu chọc. Danh ca 80 tuổi cho hay, ông thường hay lang thang ở những chỗ có những anh em bụi đời giang hồ. Thật sự với quý vị, những chỗ nào mà các anh em bụi đời, anh em giang hồ chơi thì tôi lại thích lang lan ban ở đó. Nó ngộ vậy, những chỗ nào mà anh em giang hồ đi kiếm tới ăn là cái chỗ đó vô cùng ngon mấy anh đi hát thì sợ chứ tôi không có sợ tôi thấy mấy chỗ đó vui lắm mấy anh em nghệ sĩ tránh hết vì đi hát làm sao mà uống ít khi lén phén tới đó lắm một lần đi hát ở mỹ tho trước khi vào rạp hát tôi vào tiệm kêu nước soda chanh tôi uống mấy anh em đang ngồi nhậu đông lắm xong tôi cũng ngồi xuống tôi nghe mấy anh em trong đó nói mày vô mày lột áo nó ra lấy cái áo vét cà vạt nó ra tôi nghĩ chết rồi ở trong này chỉ có mình mình thôi mà lột áo Mấy người này chưa kịp đứng dậy thì tôi cầm cái ly lên. Tôi nói, ai lột áo vét của tôi, ai muốn lấy cà vạt của tôi. Thưa mấy cha, để cho con hát xong cái. Mấy cha muốn lấy cái gì mấy cha lấy. Trời ơi, mấy người đó cười quá trời, cầm cái ly qua ngồi chơi chút. Tôi cũng qua bên kia ngồi uống nước của tôi. Thường vô trong rạp phải nhờ an ninh mới đưa vào rạp được. Tôi khỏi nhờ ai hết, mấy anh em đang ngồi nhậu đưa mình vô rạp, không có một lời nào phàn nàn hết. Tôi vô đó hát, hát xong tôi ra ngồi uống với mấy anh vài chai rồi về, mai còn đi hát, uống vừa vừa thôi, rất cảm ơn sự thương quý của mấy anh em. Nam danh ca thích qua lại ở những quán có anh em giang hồ, bụi đời. Cũng vì quan hệ với bụi đời, giang hồ nên nam ca sĩ gặp những lời đồn thổi. Tuy nhiên ông cũng cho biết mình khác với những anh em kia. Có một số những vị gửi câu hỏi về đây, về chuyện đào, nói là tôi có rất nhiều đào này nọ trên báo chí cũng vây quanh. Thực sự với quý vị, tôi thì ít lắm nhưng mà báo chí thổi quá nhiều, mà càng thổi bao nhiêu tôi càng im lặng. Như mấy anh Duy Khánh, Hùng Cường mà báo chí vừa nói động một cái là mấy anh tới hỏi thăm rồi, còn tôi im lặng. Báo chí muốn nói gì thì nói, thành thử tôi bị mang tiếng cái đó. Tôi có người đề nghị muốn oánh tên tuổi của Chí Linh để lên làm tổng thư ký của tòa sạn, nhưng ông cũng sẵn sàng, ông bày tỏ... Báo chí yểm trợ nghệ sĩ thì nghệ sĩ phải cảm thông với báo chí. Có khi họ khai thác, họ đưa ra những scandal hết sức là kinh khủng, cho nên mình cẩn thận, không nên nhầm lẫn. Từng có vụ việc chế linh bị nữ sinh đánh bằng quốc cao gót được báo chí đăng tải. Ông kể từng bị dựng chuyện nữ sinh đánh nhập viện. Họ dựng câu chuyện một cách rất là tinh tế, nói rằng tôi đi ngang cái trường nữ sinh Gia Long, tôi chọc sao không biết, mấy cô lấy quốc cao gót đánh tôi lũng mỏ ác, lũng cái đầu, lũng cái sợ, rồi đem nhà thương đang nằm nhà thương ran mà quả thật tôi đang nằm ở nhà thương ran chứ không phải tôi bị thương do mấy cô đánh tôi anh ấy dựng câu chuyện quá hay một bài báo dài thọn, nói cái việc đó tôi tìm tới tôi biết anh này ở trong cảnh sát quốc gia nói với anh đại tá có thể cho em gặp anh P này được không anh ấy viết cái này họ hỏi Ủa có gì không tôi nói em cảm ơn ảnh thôi đừng có lo em tới cảm ơn ảnh về sự dàn dựng của ảnh quá tinh tế quá hay thuyết phục người nghe người đọc anh yên trí không có gì đâu khi ảnh được mời tới văn phòng tôi nói tôi cảm ơn anh anh viết hay quá nhưng mà xin anh tội nghiệp tôi đúng là tôi nằm viện gran cứ một năm là tôi có hai kỳ nằm ở đó để dưỡng sức thôi tại vì tôi có tiêu chuẩn ở nhà thương này nam danh ca cũng cho biết nhiều lần khác bị giật tích ghê gớm hóa ra chế linh tự bài scandal bị chồng thanh tuyền vác súng đòi gặp sự kết hợp của chế linh và nữ danh ca thanh tuyền từng khiến rất nhiều khán giả thích thú Nói về cơ duyên kết hợp với nhau, Chế Linh kể rằng khi ngồi với nhạc sĩ Mạnh Phát, nam nhạc sĩ đã bảo ông, có một con gà mái mới xuất hiện, gáy rất hay mày ơi, mai qua nhà tao cho xem. Không ngờ con gà mái được đề cập tới chính là danh ca Thanh Tuyền. Chế Linh Thanh Tuyền hồi trẻ, Thanh Tuyền khi ấy mặc áo bộ mà tôi tưởng là người giúp việc ở đây, không sửa sang gì hết, Thanh Tuyền là người trên Đà Lạt mới về. Hồi đó sao mà tôi thô thiện quá, tôi cứ nhìn, không nghĩ đó là một ca sĩ. Lèn xèn như thế này không được, tôi đã xấu trai rồi thì phải có con gà mái cho nó đẹp chút xíu để yểm trợ cho tôi chứ. Tôi lập tức bảo anh mạnh phát. Anh ơi, thôi khỏi, anh mạnh phát khăng khăng, mày cứ nghe đi rồi sẽ thấy. Tôi nghe thanh tuyền hát mới bất ngờ, thúc lên, ông trời cho tôi một con gà mái gái hay quá. Từ đó các nhạc sĩ bắt đầu viết nhạc cho tôi và thanh tuyền, nhiều tới mức hát không hết bài, chế linh kể khi kết hợp đang thăng hoa thì thanh tuyền đi lấy chồng tuy nhiên khi đang ăn khách quá mức thì thanh tuyền đi lấy chồng chồng lại không cho đi hát lúc đó các hãng đĩa liên tục hối thúc lượng nhạc thu âm bị tắc nghẽn khiến chế linh đi kiếm hết giọng ca này đến giọng ca khác như giao linh phương hồng quế tài linh nhưng vẫn không thấy giọng ca nào hợp với mình một lần tới phòng trà của bảo thu nghe được cặp chị em thanh tâm thanh mai hát ông thấy giọng thanh tâm quá tuyệt chế linh lập tức nhắn bảo thu Tôi muốn bắt cô này để hát song ca, bảo thu đáp, nếu thích thì nhắn với thầy của cô đi. Nếu thích thì nhắn với thầy của cô ta đi. Chế Linh đã tìm tới thầy của Thanh Tâm hỏi chuyện và đến tận nhà xin phép bố mẹ cô, bảo rằng con có vợ rồi, hai bác đừng lo, lượng bài song ca đặt hàng đang quá nhiều mà Thanh Tuyền lại đi lấy chồng, chồng không cho hát, bác cứ tin tưởng con, con sẽ lo cho em, Thanh Tuyền và Thanh Tâm. Được bố mẹ Thanh Tâm chấp nhận, sau đó Chế Linh và Thanh Tâm kết hợp rất ăn ý. Tuy nhiên đúng lúc đó thì Thanh Tuyền xuất hiện trở lại. Đại úy cảnh, chồng Thanh Tuyền nói rằng, tôi cho vợ tôi hát lại. Tôi thấy như vậy thì khó quá, hai người mới bàn với nhau. Thôi giờ vậy đi, tôi sẽ nói với một số báo làm nên scandal là bạn sách súng đi kiếm tôi để thanh toán vì ghen thì người ta mới chú ý lại, cười. Đúng, lúc đó bao nhiêu báo nói đến chuyện đại úy cảnh phát súng đi kiếm chế lên, thật sự bữa đó đi ăn, ông Phạm Duy nói, chết rồi, chết cái thằng chàm, chế Linh là người chăm. Này rồi, chồng Thanh Tuyền vác súng đi kiếm kìa, tôi cười cười, tôi với chồng Thanh Tiền trốn đi nhậu, sau đó tôi với Thanh Tiền hát trở lại, tức là tôi có hai người để hát chung là Thanh Tiền và Thanh Tâm, đám cưới Thanh Tâm và Bảo Thu. Ông cho biết một thời gian sau Bảo Thu cưới Thanh Tâm, nữ ca sĩ không đi hát nữa, đến nay Bảo Thu và Thanh Tâm vẫn gắn bó với nhau, có mấy mặt con, mấy đứa con rất ngoan, chứ Linh và Thanh Tâm vẫn là anh em thân thiết, thương yêu nhau mỗi lần về quê hương là ông tới thăm bảo thu thanh tâm và gia đình ông vui vì người bạn đồng hành của mình có được hạnh phúc tuyệt vời